trên nẻo đường thiên lý. 4. Sống vị kỷ một cách thông minh. Không cần tìm trạng thái tâm tịch lặng, vì càng tìm, nó càng biến mất khỏi tâm ta. Trái lại, ngay khi lòng bất an phiền mù đang sinh khởi, nếu ta có học pháp, sẽ quán chiếu rằng chuyện xa này không đáng để ta giận, chuyện vô duyên này không đáng để mình buồn. Chưa nói đến chuyện tu tập chi nhiều, mà hãy ích kỷ một cách thông minh, vì nghĩ rằng dù việc này, người này đáng giận, đáng ghét, đáng thù, thế nhưng thù giận chưa làm họ chết, mà mình chết trước do tai biến và bệnh tật. Thôi bỏ đi, vì thương mình nên dù kẻ kia đáng giận, đáng thù cũng không giận không thù. Một người vị kỷ thông minh, họ không buồn phiền, hờn giận, trách mắng bất cứ ai để tự chuốc họa vào thân. Họ vị kỷ một cách thông minh nên đời sống luôn tràn đầy năng lượng yêu thương. Chúng ta hãy nhớ, sức khỏe, tuổi thọ, nhan sắc, xinh đẹp chỉ có mặt khi lòng ta an lạc, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Lúc ấy, tâm lượng vị tha của Bồ Tát tự nhiên biểu hiện. Vậy nên, trước tiên hãy làm người vị kỷ và vị kỷ một cách thông minh.